Alo, chào mừng các bạn quay trở lại phần 2, dịch Việt Anh 50 mẫu câu. Hôm nay chúng ta sẽ dịch những câu như sau. Câu thứ nhất là nhiều tài sản, là great deal. Tài sản là property, is destroyed by hurricane hàng năm, every year, hàng năm. Every year. Rồi. Nhiều tài sản là a great deal of property is destroyed by hurricanes every year. Rồi, 30 ngôi nhà. 30 ngôi nhà bị phá hủy trong cơn bão, bị cơn bão phá hủy. 30 là 30 houses. Thêm số nhiều. Quá khứ là worth. Destroy by the tornado. Tornado rồi cũng là tornado, ở đây nó cũng là bão, nhưng mà bão là gió lốc. Ở bên trên ta có cái từ hurricane, hurricane ở đây là bão theo kiểu là bão gió ven biển đó. 30 houses was destroyed by the tornado. Thì tùy cái thì ta chia đúng không? Thì ta chia ở quá khứ là ta kể một cái việc mà đã xảy ra. Còn ở bên trên là hàng năm ta nói về một cái sự kiện là xảy ra lặp đi lặp lại, một cái hiện thực, nó một cái sự thật xảy ra lặp đi lặp lại, cho nên nó chia thì hiện tại đơn thể bị động. Rồi câu tiếp theo là một số đề xuất đang được ủy ban xem xét, là một số là một vài, several, đề xuất mới là new proposal đang được xem xét, là thì tiếp diễn being consider by the committee. Committee này, double E đúng không? Several new proposals are being considered by the committee. Committee là ủy ban, gồm có nhiều người. Thì đề xuất ở đây là proposals, đó. Proposals. Rồi. Một số trang thiết bị mới đã được công ty đặt mua, là một số ở đây là equipment thì lại là không đếm được đúng không? Some mới là new equipment has been ordered by the company. Some new equipment has been ordered by the company, là cái bị động. Rồi câu tiếp theo là những hợp đồng này phải được giám đốc ký hôm nay. Rồi dịch làm sao? Hợp đồng là contract. Cái hợp đồng này là thì chỉ định là this số nhiều. Contract. This contract should be signed. Để bị động. Signed by the manager today. Thì cần thiết phải được ký như sau ngày hôm nay. This contract should be signed by the manager today. Đó. Rồi, lẽ ra ông ấy phải được gọi sáng nay. Lẽ ra ông ấy phải được gọi sáng nay là he should have been called this morning. Đó. Lẽ ra ông ấy đã phải được gọi sáng nay. He should have been called this morning. Rồi, tiếp theo là ta sẽ sang cái mẫu là biết, biết thế nào, đúng không? Biết cách, đúng không? Rồi, ví dụ như câu đầu tiên là Andy biết cách chơi quần vợt giỏi, đó, biết cái cách thức để chơi giỏi. Andy, biết là Andy, knows, thì ở đây là ngôi thứ ba số ít, thế nên là phải có S ở phía sau, knows, cái cách thức, know là how to, đó, làm một cái việc gì đó, ở đây là play, là chơi, tennis, well, là biết cách chơi giỏi. Đó, Andy knows how to play tennis well. Rồi, câu tiếp theo là Andy biết cách nấu các món Trung Quốc. Là Andy thì vẫn là vậy. Know how to cook. Món Trung Quốc là viết hoa Chinese food. Đã. Thì chúng ta có thể viết là chắc là Andy know how to
nấu nướng là chuẩn bị món ăn là prepare. Người ta dùng cái từ prepare. Đó. Chinese food. Thế nào cũng được. Đó. Thì nếu mà trường hợp chúng ta dùng cái từ cook thì là nó trực tiếp hơn, là đúng là cái động từ. Thế là đôi khi người ta muốn nói là nấu ăn, nấu nướng, chuẩn bị món ăn, người ta dùng có thể thay thế dùng cái từ prepare. Đó, prepare Chinese food. Anh có biết đường từ đây đến nhà em đi không? Đúng không? Là biết là know how, đúng không? Chuyển thành câu hỏi là do you know how to get to Andy house, từ đây, from here, đúng không? Từ cái chỗ này, từ cái địa điểm này này. Do you know how to get to Andy's house from câu tiếp theo là học sinh lớp 4 biết làm phép nhân, thì đây là học sinh lớp 4 là được học, thế nên là chia ở cái thì là hiện tại đơn, đúng không? Là học sinh lớp 4, là học sinh lớp 4, là the fourth four thì chuyển thành số, số đếm là four, nhưng mà số thứ tự là thứ tư là lớp cấp 4, đúng không? Là lớp 4 là four grader, the fourth graders, đúng không? Số nhiều. Know how to, phép nhân là động từ là multiply, multiply, đúng không? That the fourth graders know how to multiply. Thì multiply ở đây là động từ. Chúng ta có thể nói viết là the fourth grader know how to do multiplication. Đó. Thì là thay vì chúng ta dùng cái từ là know how to multiply là làm cái phép nhân, thì chúng ta thể có thể dùng cái danh từ là multiplication. Thì chúng ta dùng cái động từ do, đúng không? The fourth graders know how to multiply, hoặc là the fourth graders know how to do multiplication. Đó, thì thế nào cũng được, hai cái cách viết khác nhau thôi. Có bao nhiêu người ở đây biết cách trượt tuyết, là bao nhiêu người thì là how many, vì là người là đếm được, đúng không? Người là people, ở đây là here, đúng không? Biết cách trượt tuyết là know how to, trượt tuyết là ski, ski, ski. How many people here know how to ski? Rồi, mặc dù anh ấy lái xe 15 năm, nhưng anh ấy không biết thay lốp xe đúng cách. Đó, biết lái xe nhưng mà không biết thay lốp xe đúng cách. Mặc dù là although he has been driving for 15 years, ở đây là dùng cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, là cái hoạt động nó vẫn đang xảy ra, anh ấy vẫn tiếp tục lái xe chứ chưa nghỉ, đúng không? He does not, đó, does not là viết tắt thành doesn't know how to change a tire, lốp xe đúng cách là properly, properly là đúng cách. Đó. Although he has been driving for 15 years, he doesn't know how to change a tire properly. Thì tire ở đây là lốp xe, đó. Vỏ xe, lốp xe. Properly là một cách đúng đắn. Đó. Có thể là anh ta biết thay nhưng mà cái cách của anh ta nó không được tốt, không hợp lý, đúng không? Đó, thì đúng đắn. Rồi. Tiếp theo là chúng tôi biết đánh máy trước khi chúng tôi vào đại học. Chúng tôi biết đánh máy trước khi vào đại học. Chúng tôi là we biết là new. Ở đây là một cái kể một cái sự việc. Trong quá khứ nên dùng là know để chuyển thành new. How to là một cái cách gì đó. Đúng, đánh máy là type. Type, và đây là gõ máy tính hoặc là gõ máy đánh chữ. We knew how to type. Trước khi mà vào đại học, before we vào đại học. Vào đại học thì chúng ta, ở đây người ta có thể dùng cái trực tiếp cái từ nghĩa đen là enter. Enter. The University, đúng không? Enter the university, chúng ta có thể dịch là we knew how to type type before we, ở đây là vào đại học, là người ta dùng cái từ là got to college. Đó, we got to college, hoặc là we enter the university. We knew how to type before you got to college. Đó, thì các tùy các bạn dịch thế nào cũng được. Anh ấy không biết khiêu vũ nhưng anh ấy đã cố thử
tức là cố gắng đó, là thử, là không biết là he doesn't know, khiêu vũ là know, cái cách khiêu vũ là know how to dance, dance là nhảy múa đúng không, but he tried, ở đây là try này chỉ ở quá khứ, mình là cô đã, anh ấy đã thử, một sự thật là he tried. Thì ở đây nếu mà chúng ta kể một hành động trong quá khứ thì chúng ta có thể nói là he didn't know, tức là anh ấy hoàn toàn trong quá khứ luôn, nó kể là một sự việc đã xảy ra. He didn't know how to dance, but he tried. Đúng không? Tức là anh ấy đi một cái sự kiện là nó mặc dù anh không biết khiêu vũ nhưng mà anh ấy đã cố gắng, à, cũng tập thử. Đúng không? Rồi, cái mẫu số 8 của chúng ta là với cái nghĩa là càng ngày càng. Ví dụ như là ngày thì càng lúc càng dài. Đúng không? The days are longer, longer and longer, longer. Đúng không? À. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng đúng không? Đấy, chuyển sang mùa thì ngày nó càng một dài hơn, hoặc là the days are longer and longer. Thì nếu mà trường hợp chúng ta muốn nói cái sự chuyển biến thì chúng ta có thể nói là the days are getting longer and longer. Đó, longer. Thì cái từ getting ở đây là nó muốn thể hiện được cái sự chuyển biến. Đó, getting longer and longer, ngày càng trở nên dài hơn. Ví dụ trời càng lúc càng tối, đúng không? Thì trời ở đây là chủ nghĩa giả, là mượn là it becomes darker, darker and darker. Đó. Thì chúng ta có thể dùng cái từ là getting, là it getting. Đó. Thay vì là become thì cũng nhấn mạnh cái từ là trở lên, đúng không? À, thì ta có thể nói là it viết tắt vào đây. It's getting darker, darker and darker, darker. Đúng không? Đó. Thì become là cũng mang cái nghĩa là trở lên, đúng không? Một cái gì đó. Đó. Rồi, câu tiếp theo của chúng ta là gì? Câu tiếp theo là bài tập của chúng ta ngày càng khó. Bài tập của chúng ta ngày càng khó. À, bài tập thì chúng ta có thể dùng cái từ exercise hoặc là homework. Homework là bài tập về nhà, còn exercise thì đôi khi nó có thể hiểu cái nghĩa là theo cái bài tập thể dục. Thì dùng cái từ homework đi. Homework. Our homework. Đúng không? Becomes more and more khó là difficult. More and more difficult. Đó. Hoặc là chúng ta có thể dịch là our homework is getting, nó trở nên more and more difficult. Đó, thế nào cũng được. Ừ. Rồi, thì vẫn cái nghĩa đấy là nó có trở lên, là con gái của bà ấy thì ngày càng đẹp, nó ngày càng trở nên xinh đẹp, ví dụ như ngày càng trưởng thành. Đúng không? Con gái của bà ấy là her daughter becomes more and more đẹp là beautiful, nó ngày càng trở nên đẹp. Là her daughter is getting more and more beautiful. Đó. Thì chúng ta dùng cái từ become cũng được, mà getting more and beautiful, hoặc đôi khi là chúng ta dùng cái to be thôi, là her daughter is more and more beautiful. Đó. Thì đôi khi là cái ngôn ngữ thì nó có nhiều cách để diễn đạt, tùy chúng ta sử dụng, đúng không? Rồi, cô ấy ngày càng ít chăm chú, ngày càng ít chú ý, theo kiểu là sao nhãng, đúng không? Là cô ấy là she is, ngày so sánh ít hơn là less and less, đó, nhiều hơn là more and more, thì chữ ít hơn là less and less, là chăm chú là attend, là động từ, là attentive, đó, là chuyển thành tính từ. Đó, she is less and less attentive. Trời càng lúc càng bớt lạnh. Trời ở đây thì người ta dùng cái từ sky, mà người ta dùng chủ ngữ giả là it, thành it is less and less, lạnh là cold, đúng không? It's less and less cold. Trời càng ngày càng bớt lạnh. Thì tăng tiến là trời càng nóng, tôi càng thấy khổ sở, đúng không? The hot là nóng, hotter. It is thì là cái từ trời ở đây đấy, là dùng cái chủ ngữ giả là it để chỉ tới trời. Đó. The more khổ sở là miss the rebel, đúng không? I feel. Đó.
hotter it is, the more miserable I feel. Rồi, chúng tôi bay ngày càng cao, em đi càng cảm thấy khó chịu. Đôi khi là càng lên cao thì những cái áp lực, cái áp suất không khí nó tác động đến cơ thể nên làm cho mình nó thay đổi áp suất, nó làm cảm thấy nó khó chịu, đúng không? Có thể là nó khó thở. Rồi, chúng tôi bay càng cao là higher. We flew. Thì ở đây là fly là bay, thì chuyển thành quá khứ là đang kể chuyện, thì là the higher we flew, the worse thì là cái này là bad, là chuyển thành worse là tồi tệ hơn, đúng không? Tồi tệ hơn. Em đi felt đó. Feel ở đây là chuyển thành felt là vì chúng ta đang kể này một cái việc đã xảy ra trong quá khứ. The higher we flew, the worst Andy felt. Nó càng lên cao là càng cảm thấy khó chịu, đúng không? Chúng ta càng lớn thì chúng ta ngã càng đau. Càng lớn, the bigger we are, đúng không? The harder we fall. Càng ngã lớn thì ngã sẽ càng đau hơn, càng ngã càng dữ dội hơn, đúng không? Bạn uống thuốc càng sớm, bạn anh uống thuốc càng sớm thì càng nhanh khỏi, càng nhanh khỏi càng chóng hồi phục. The sooner you take your medicine, the better you will feel. Nó càng uống thuốc thì càng uống thuốc sớm thì càng cảm thấy đỡ hơn, càng nhanh đỡ càng nhanh khỏi. Rồi, the sooner you take your medicine, the better you will feel. Rồi, anh ấy càng học càng thông minh. Anh ấy càng học càng thông minh. The more he dùng cái từ learn and study. Dùng the more he study, đúng không? The more he study, the smarter he will become. Thì đây nói về một cái sự thật, tức là học nhiều thì trở nên thông minh hơn, đúng không? The more he studies, the smarter he will become. Đó, hiện tại đơn nói về một cái sự thật. Anh ấy càng chèo thuyền thì anh ấy càng đi xa. Đây là nói về một cái chuyện nó xảy ra trong quá khứ. The more he rowed the boat, the farther away he got. Đó. Thì đây là cả một cái chuyện trong quá khứ. Thì nếu chúng ta sẽ chia cái thì tất cả thì quá khứ. Rồi, cô ấy càng đẹp thì chồng cô ấy càng khó, đúng không? Càng đẹp, the more beautiful she is, đúng không? Càng đẹp, the more càng khó. Miserable her husband is. Đôi khi nó khó vì vợ, đúng không? Vợ đẹp quá cũng khó. The more beautiful she is, the more miserable her husband is. Đó, càng vợ càng xinh thì càng khó. Đó, chứ. Rồi, đồng xu càng nặng thì càng có giá trị, đúng không? The heavier the coin is. Coin ở đây là đồng tiền, như là tiền tiền xu, phân biệt với tiền giấy. Đó, the more it is worth. Worth ở đây là trị giá, đúng không? The heavier the coin is, the more it is worth. Thì ở đây chúng ta có thể nói tắt thành thành it is worth, là viết tắt lại. The heavier the coin is, the more it's worth. Worth ở đây là trị giá, giá trị, đúng không? Đồng tiền càng nặng thì là càng có giá trị. Rồi, tiếp theo là chúng ta nói tới cái mẫu câu là chẳng bao lâu sau, tức là một cái sự việc nào đó nó sẽ xảy ra nhanh thôi, đúng không? Rồi, chẳng bao lâu sau thì các cây giống nó đủ lớn để được trồng vào trong ruộng, đúng không? Trồng trên đồng, đúng không? Before long, rice seedlings were big enough, đủ lớn, enough, đó, đủ đủ lớn, là big enough to bị động là planted in the field. Before long, rice seedlings was big enough to be planted in the field. Đây thì này là kể là chuyện quá khứ. Nó thì tùy theo hoàn cảnh, nếu mà hiện tại thì chúng ta có thể chia hiện tại. Rồi,
Chẳng bao lâu chúng tôi đã bắt được 8 con cá. Đó, before long, nó chẳng bao lâu. We had bắt được 8 con cá. Bắt bắt được là caught. Hết fish, đó, 8 con cá. Thì fish ở đây là danh từ không đếm được. Đó, thế nên là không chia số nhiều mà 8 fish. Đúng không? Before long we had caught 8 fish. Đúng không? Chẳng bao lâu chúng tôi đã bắt được 8 con cá. Rồi, chẳng bao lâu sau chiến tranh ngành công nghiệp điện ảnh bắt đầu gặp những vấn đề nghiêm trọng. Chẳng bao lâu sau chiến tranh. Chẳng bao lâu sau chiến tranh là it was not long. Chẳng bao lâu after the war. Đúng không? Đó là chẳng bao lâu sau chiến tranh. It's not long after the war. Ngành công nghiệp điện ảnh, the motion picture industry bắt đầu là began, đây là đang nói về quá khứ, began gặp các cái khó khăn, to have many, nhiều, many khó nghiêm trọng là serious problem đó. It was not long after the war, the motion picture industry began to have many serious problems. Đó, hôm nay là chúng ta học vài cái mẫu câu như vậy thôi. Đúng không? Về nhà chúng ta sẽ luyện tập. Rồi, bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa. A great deal of property is destroyed by hurricanes every year. Chúng ta có thể dùng cái từ yearly. Yearly là hàng hàng năm. Hoặc every year cũng được. 30 houses was destroyed by the tornado. Thì tornado là bão có lốc. Còn hurricane là bão biển. Gió. Để tạt nước biển vào. Several new proposals are being considered by the committee. Đó, several là một số đề xuất. Chúng ta có thể dùng là a few. Đúng không? A few là một vài. Đó, thì cũng được. Some new equipment has been ordered by the company. Thì equipment ở đây là không đếm được. These contracts should be signed by the manager today. He should have been called this morning. Andy knows how to play tennis well. Andy knows how to cook Chinese food. Hoặc là Andy knows how to prepare Chinese food. Do you know how to get to Andy's house from here? The fourth graders know how to do multiplication. Hoặc là the fourth graders know how to multiply. How many people here know how to ski? Ski là trượt tuyết. Although he has been driving for 15 years, he doesn't know how to change a tire properly. We knew to type before we enter the university. We knew how to type before we got to college. He didn't know how to dance, but he tried. The days are longer and longer. The days are getting longer and longer. It becomes darker and darker. It's getting darker and darker. Our homework becomes more and more difficult. Our homework is getting more and more difficult. Her daughter becomes more and more beautiful. Her daughter is more and more beautiful. Her daughter is getting more and more beautiful. She is less and less attentive. It's less and less cold. The hotter it is, the more miserable I feel. The higher we flew, the worse Andy felt. The bigger we are, the harder we fall. The sooner he takes the medicine, the better he will feel. The more he studies, the smarter he will become. The more he rowed the boat, the further away he got. The more beautiful she is, the more miserable her husband is. The heavier the coin is, the more it's worth. Before long, rice seedlings was big enough to be planted in the field. Before long, we had caught 8 fish. It was not long after the war, the motion picture industry began to have many serious problems. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là tạm dừng. Về nhà các bạn chịu khó luyện tập. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Tạm biệt các bạn nha.